mà. Mày có về sớm giờ mà nói gì vậy? Ủa trăm mấy là 101 hay là 109? Được 150 mà. 150. Mà tiền rồi mà về quê tôi làm việc 3 tiếng đồng hồ luôn à, có 150 à. Con nó tầm bậy tầm bạ, cho lên công an thấy bà nội mẹ nó vợ hết con. Chuyện con mặn, con ăn, con làm ăn gì với nó ở đây mà con phá giá nó. Ngọc nói sao Trinh đúng không? À, những lúc đã cho dư đâu sống nói. Nói những lúc mà không cho mà làm ăn đó, con trai nó hay bị thất nghiệp. Con trai dạo này nó hay bị thất nghiệp, chú biết không? Thông cảm cho con ta những mùa thất nghiệp vậy. Hello Trinh, sáng giờ cho mấy chú với cô Bi kiếm Trinh đi ăn, mới ăn lẩu dê về nè. Hả? Ra anh cho coi clip nè. Nè, anh cho coi clip luôn nè. Đi ăn cháo, anh chở qua kia đi ăn cháo. Nãy giờ tìm Trinh quá trời không gặp. Cô Bi qua dặn cho Trinh đi ăn trưa mà. Này Trinh nhìn thầy Mỹ hay là mỗi lần kia rồi đó. Mà, cô Bi nói gì với Trinh đi. Nãy cô Bi đi đâu? Quay. Cô Bi đi tìm Trinh từ sáng đến giờ. Trời ngồi ghế. Trinh uống gì có cô Bi kêu nước rồi. Cô Bi gặp cô Trinh thấy mừng quá trời luôn không cô Bi? Cho ri nước mía. Okay. Rồi ngồi lấy ghế ngồi này. Rồi Trinh về Trinh giặt đồ, Trinh đi ăn nữa kìa. Trinh giặt đồ xong rồi mới đi ăn hả? Cái đó mình cũng mới ăn xong thôi. Cái clip mình quay coi được bao nhiêu đâu, có 4 mấy 50 phút à. Rồi nãy là mình gần 15 phút là gặp Trinh rồi. Gặp Trinh rồi đó. Trinh về Trinh giặt đồ nó ra giỏi không? Ủa Trinh, sáng anh nghe chị Lé nói là em đi khách sạn với ai ở mấy tiếng đồng hồ luôn à? Gì mấy tiếng đồng hồ? Được nhiêu tiền? Với bạn em mà. Được nhiêu tiền? À, bạn em mà. Đi bạn em cho em được 50. Được trăm mấy quả túi. À, là tết giờ có gặp đâu. Tết giờ bạn về quê mới lên mà. Là từ sáng đến 1 2 giờ chiều luôn cho con trăm mấy à. Ở 4 5 tiếng đồng hồ luôn hả? À? Có về sớm giờ mà nói gì vậy? Ủa trăm mấy là 101 hay là 109? Được 150 mà. 150. Mà tiền rồi, mà về quê, làm việc 3 tiếng đồng hồ luôn có 150 à. Mấy tiếng đồng hồ luôn rồi có 150. Trời ơi lên nằm đó. Mai mốt đăng giá lên nha. Ở cái ở chi nhiều trời dạ cả. Nhớ mai mốt tăng giá lên nha chưa? 3 tiếng đồng hồ ít giờ. Giá ít giờ 1 tiếng là phải 100.000, 3 tiếng 300. Thôi chứ gì bây giờ. Con đâu có. Để chơi. Trinh lát đi mua đồ với cô Bi dắt đi cho mua 1-2 bộ đồ mặc nè. Qua Lotte Max đi mua tinh thiệt mà. Đi mua đồ anh cũng hơi ra chợ đi, anh dắt ra chợ mua mấy bộ đồ nè. Sao vậy? Để mặc đồ lên chứ anh thấy Trinh có 3 bộ đồ à, 2 bộ kia đang phơi kia bộ đây là hết rồi. Được rồi, con mặn gì mà đủ rồi, con mua đâu. Đủ rồi. Nên anh dắt anh. Khi nào mà hết đi rồi con kêu chú. Bây giờ anh cho mốt anh không cho thì sao? Không cho. Trời, không cho, ai không cho với chú rồi xong rồi. Bây giờ có cô Bi kìa, đi mua cô Bi kìa. Vậy chiều nay anh dắt đi ăn cháo chịu không? Gì đi ăn cháo chịu được không? Ăn cái gì chiều nay anh rảnh dắt đi. Cháo à? Thôi con chiều nay con ra đây con mua miếng cơm ăn được rồi. À. Hoài. Chiều nay nếu có gặp anh thì anh dắt đi ăn được không? À, chiều nay giờ con gặp chú thì chú dẫn đi ăn, không gặp thì thôi. Thôi ăn gì con chiều nay mua hộp cơm ngoài này thôi. Anh nói là sao nhiều người ta thích mua đồ lắm mà em không thích mua đồ. Rồi, con mua rồi. Có ba bộ đồ hoài. Ừ, hôm nào rồi. Trời mưa đồ khô kịp sao có đồ mặc. Sắp tới mùa mưa rồi nè. Con bận cho đâu con giặt cho đó mà. Kiếm sống kiếm, nào hết chứ mua nữa. Mặc đồ mới rồi chứ, mặc đồ mới mới nâng giá lên rồi chứ. Ôi, mất đi làm nha. Yeah. Bạn mấy người bạn coi con à, mấy ông anh với con bạn coi con à, có ai đâu lạ. Mà làm gì vừa lâu mà trả tiền gấp vậy xong kiếm món ngoài á, tiền nhỏ nhiều. Cô Bi nãy cô Bi nghe 3 tiếng trăm mấy cô Bi cười kìa. Nãy giờ thì cô Bi sáng giờ tìm cô Bi có tiếng mấy không vậy?
lúc 10 giờ kém tụi anh ghé đây, bây giờ 1 giờ rồi. Lúc đó anh ghé đây chị Lé còn nói em ở trong khách sạn với ông xe ôm đi màu đỏ, chiếc xe màu đỏ rồi chị Lé nằm kia kìa. Đó, và chị Lé nói giờ em vô luôn. Rồi cho ta đem nước vô đây kìa. Kìa. Kinh kêu bằng chú hoài, trên mấy vị hàng anh hoài. Chú giờ chú ngon hả? Chú được mấy tờ đặc biệt đó đi rồi chú già. Chú cười vui vẻ. Rồi Trinh có định đi xin rửa chén gì nữa không? Có để ý định nó qua đi làm bữa kia kiếm tiền. Thế giá trị con có mặn, có mặn đây nè. Con có mặn, có mặn dùm dùm đây nè. Kiếm tiền mẹ hơn đúng Trinh. Con có mặn, có mặn dùm dùm đây nè. Con mặn mặn con đi về sớm. Cái đi xa con có mặn đâu. Con hơi bị tẩn tẩn với xíu á. Con phải cái tánh con nóng quá, con hơi bị tẩn tẩn xíu. Con thích cho con mặn, con thích thôi. Chỗ này gần nè, ví dụ như mặn không được con đi về. À mặn gần ở chỗ đây mặn, mặn chi chi. Con có chiếc cũng mấy chục chứ nhiều, hai bữa cơm thôi chứ nhiều. Ờ chứ nhiều, còn như con đâu có trên... thì con ăn có mì nè. Trên ơi, bữa anh thấy bữa anh thấy ông cái bà nào đi chiếc xe màu đỏ đỏ đến kiếm em luôn, không biết phải vợ ông xe ôm không ta. Bà nào? Con không biết. Bà cũng đến đây kiếm Trinh nè. Bà nào? Con đâu có thấy đâu. Bà nào chú? Có bà nào đâu? Không, thôi là quên rồi, ai Trinh quên rồi. Trinh đi nhiều 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 ông vậy không sợ vợ lên tìm đến Trinh hả? Không gì tìm, mấy ông này đâu có vợ đâu, chứ có gì vợ mấy ông này giờ già hàng rồi, vợ con ổng giờ chi á, có con ổng ổng còn nuôi rồi, giờ người ta gả con gả chồng cơn rồi. Sao Trinh không biết có vợ nhiều khi mà ổng giấu Trinh là sao? Ổng vẫn già hàng rồi, ổng ai mở ra với ổng Trinh bả bỏ ổng đi từ lâu. Từ đời nào rồi. Ổng già rồi chứ ông có già không? Cái ổng già rồi nhân tính ổng có già không? Tính mà nó ông già già mấy ông còn sồn năm mấy sáu chục rồi đâu, nhưng mà vô khách sạn thì bạn trẻ không bình thường thôi, còn đâu vô chứ xíu ra chứ có lâu lâu một xíu là ra thôi hả? Ừ. Dạ. Xíu là bao lâu em vô tiếng, cỡ tiếng. Nửa tiếng ông đi ra, còn con nằm đó con ghiền coi tivi, con bấm tivi coi hết giờ cả phòng chứ không có ở lâu đâu. Trời ơi sức động mạnh lắm. À rồi, đúng rồi, gặp Trinh rồi sao còn sức được. Ổng già rồi chú ơi, phải như mấy chú đâu còn trẻ mà mặn lâu. Sẽ biết lâu. Hôm nay ai biết người ta nói trẻ thì mặn lâu rồi, cái gì vậy? Đã già rồi, chị trẻ cũng vậy chứ, mà chú ơi, chị trẻ cho mấy chú sao còn trẻ rồi, mấy chú cũng phải già luôn rồi, gọi anh mới già, mới trẻ. Chú mới có 50, 4 mấy 50 rồi trẻ chú. Chú là già trơn rồi, chú giờ. Rồi, chú là già. Trinh nói chuyện vui quá. Thường mấy chú hết sức mất sức rồi thì mới gọi là chú chứ không á. Còn mấy chú mà còn sức rồi mấy anh ấy anh là nóng mẹ lắm. Hẹn bây giờ anh hỏi lại lần cuối nè, mà Trinh bây giờ Trinh quen mấy ông? Quen hai ba ông. Hai ba ông rồi bạn trai trẻ không quen lại tính là đi đâu rồi? Bạn trai gì ông nào cũng vậy đi, một ông trai trẻ ông trai già vậy đi. Là vô tiếng máy được cho 150. Em làm vậy mới mốt. Em làm vậy mốt con Ngọc nó kiếm nó nói chị em sao em phá giá Ngọc kìa. Không giá gì con với bà đó đâu chơi nhau đâu. Không à, giá dạ. Gì con mặn con ăn. Bà nào nói con. Bà nào nói con nói tầm bậy tầm bạ, cho lên công an thấy bà nội mẹ nó vợ hết con. Chuyện con mặn con ăn, con làm ăn gì với nó ở đây mà con phá giá nó. Ngọc nói sao Trinh đúng không? Thì con mặn con ấy dụ như giờ nè, bạn ổng đâu con quen lâu lắm rồi, quen từ lúc mà năm 18, 19 tới giờ đó. Quen được rồi mới được xịp đó. Nói con nghe gì đó. Bây giờ con hả con biết ổng thì ổng có tiền nhiều, ổng cho con ít chứ để dành bỏ bớt và mua cơm ăn trong ngày. Người ta không có tiền mà bắt người ta đi cái nhiều cho như mỗi lần gặp vậy cho nhiêu. Con của Ngọc nhiêu chú? 300. Ôi cho mà kêu má nó về cho nó đi tiền thôi cho nó.
Người ta khổ, mẹ gặp ta cho có mấy chục trăm mà hiện giờ có lúc có lúc không nữa, có lúc không cho có 20 bỏ bóp á. Trời ơi, giờ người đi vậy có 20 ngàn à. Bạn con những lúc em có tiền đây mình đâu. Em đi 20 ngàn gặp nó phá giá rồi. Rồi. Gặp biết em đi vậy gặp mới nói em đó. Ủa hôm bữa em nhớ em nói là kêu không mình không đi rẻ mà đi rẻ tổ đầy sao? Kệ nó, bạn con trên hết. Bạn con trên hết. À, bạn là mình đi rẻ đi chứ còn đi khách là con đi rẻ đúng không? Bạn con bị thất nghiệp rồi. Bạn con bị thất nghiệp rồi. Vậy đó bạn con mà ăn ở ác với con đâu có tiền mà cho con vậy đâu. Con Ngọc là nó là ai con đâu có biết đâu. Tự nhiên chú tới nó tới chứ con đâu biết nó. Ở đây con xin hỏi đi quay camera lên, nó là ai con đâu có biết nó. Con nghe chưa? Con đừng tưởng á. Con không phải dân chị Ke, hồi xưa con là chị Ke nhưng mà con đã bỏ nay lâu rồi. Từ năm 20 con về tới giờ. Ủa lúc đó em đi vô trường mấy năm mấy em nhớ không? Lại thầy cô dặn gì em? Đi về năm 18 là lần thứ hai. Rồi năm 20 gia đình con lên rước con về. Thầy cô nói đã đi hai lần rồi kêu gia đình lên rước về nói chuyện với gia đình. Đừng có cho em nó mới về mà chơi nữa. Nó không mà đi tiếp nữa sớm. Tới nay là 3-4 năm nay con đâu có chơi nữa đâu. Mà con nên người con còn tự biết lo con còn nó đâu tới nó tầm sàm con ưa nha. Chú gì chú nói với nó chuyện của nó ra nó chuyện của con ra con. Của con phải làm đĩa người ta ăn đâu, của con nhiều khi đi chơi vậy đó, anh không có tiền thì thôi, khỏi để nó đi lần tới cho cũng được. À, Trinh là dạng tình cảm. Con là dạng là anh em quen. Bởi vì Trinh nói Trinh phá giá, Trinh không chịu đâu. Dạ gì, có mặn ăn gì với giá, nhiều khi, ở như hồi xưa người ta cho con trước đâu, ví dụ như người ta đi lần vậy là 200-300 đi, người có lúc người ta có tiền ta cho con 500 đâu. Đó, Trinh không phải có giá nè, Trinh cũng có giá chứ, 500 gì kìa, 500 á. Mẹ nó giờ ăn nó bậy bạ chứ quen. Đúng rồi, nói Trinh phá giá sao được. Giữa bạn bè mình tình nghĩa mình đi đúng không? Có những lúc bạn con nó không có tiền nhưng mà giờ nó muốn ở con, nó muốn lên nằm ngủ ôm con ở với con vậy mà con ăn ở ác lúc nào con cũng tiền đi anh hả? Kỳ cục vậy. Con lên con ngủ hả? Đó, thường khi bạn con nó lên nó mướn phòng rồi con cái nó cũng nằm ngủ 1 tiếng 2 tiếng rồi trả phòng về. Rồi không nhiều khi không lấy tiền 20 ngàn rồi đang đi ăn mì gói á. Ngủ xong rồi khi gì? Tính là Trinh đi Trinh làm vậy là yêu người. Cái hai cái chuyện nhỏ thôi mà bạn không có tiền nữa ăn hiếp bạn, bạn hết tiền rồi. Ủa quan trọng đồng tiền quá bà. Ủa đi. Quan trọng đồng tiền nữa. Giờ học cho đi luôn đúng rồi. Đúng rồi. Ủa những lúc đã cho ghi cho dư đâu sống nói. Nói những lúc mà không to mà. Làm ăn con trai nó hay bị thất nghiệp. Con trai dạo này nó hay bị thất nghiệp. Chú biết không, thông cảm cho người ta những mùa thất nghiệp vậy. Gì cũng tiền đúng giá. Tính là Trinh giữ mối bền vững chứ bộ. Biết lúc nào lên lấy 500 nhưng mà con nói lúc nào lấy 20 ngàn không? Lương không có cũng 70 ha. Bình, trung bình là 70 ngàn đúng không? Bạn con có tiền bạn con cho con 100-200 ngàn. Chứ có mấy chục đâu chú ơi. Tại bạn con không tiền đã mấy 1-2 năm rồi đi làm công việc không có ổn. Chứ mà là không có làm trong năm. Làm mà giống như mình làm thợ làm cu ly cho những người bốc vật liệu nè. Nói chung đi làm thợ hồ nè, mà hết công trình rồi làm sao bạn con mặn được nữa. Bạn con đâu phải đi mặn ăn lương tháng đâu, làm hồ. Khi nào lãnh được nhà thì có việc làm, không lãnh được nhà thì bạn con thất nghiệp. Hết rồi, con chỉ quen được thợ hồ với là xe ôm thôi. Tôi xin chơi Trinh, có bà Tây đến chiếm địa bàn em hay gì kìa. Chiếm đâu? Ủa đó cũng ngồi lâu rồi mà, ngồi nãy chơi cũng được 1-2 tiếng mà. Như vậy bà đến mà định bà ở công viên chỗ Trinh hay gì nữa kìa. Bà đem ba lô ba đến ngay ngồi ngay chỗ kìa. Không muốn chiếm giường ngủ trên nè. Không ngồi chơi chứ mà con giấu. Cho anh thấy đem ba lô và bà ngồi lên xuống kìa. Người Tây người ta có tiền chứ đừng nói vậy. Đâu có Tây vẫn có bụi đời nha. Chứ phải Tây không có, kể cả nước sở tại luôn vẫn có. Anh thấy bên Mỹ không? Nhiều người vô cư giống như mình đã. Con dốt lắm, con làm gì biết đó tiếng Anh. Sao bữa cho Trinh nói chuyện với ông Tây bên khách sạn này chứ. Đạo chứ sao. Em nhớ bữa em nói Tây nhìn gì Tây đó. Không, đâu biết đâu. Bữa Tây đứng bên đây nè. Nhớ không? Bữa em nói Tây Tây gì, Tây nói chỉ gì du du em dịch ra là cái gì đó. Cô Bi hỏi thăm em Trinh gì cô Bi cơ ha. Đi nghe cô Trinh kể chuyện đi sao nghe nó hả? Vui lắm không?
Gì nữa kìa, bả làm tháng 2 đến phút. Ui giời, dữ vậy. Ngày nhậu liên tục luôn. Chị sáng chị ra mới ở đây trên cũng hay quá nha ha. Trên ừ. Không có nhậu nhẹt, không có. Con không nhậu, nhậu con chỉ uống nước thôi với lại ăn. Với lại chờ bạn qua khi có đi chơi bạn cho tiền. Còn không đi chơi gì thôi, không đi vòng vòng có khi chiều chiều cũng đi vòng vòng mà tập thể dục. Chứ ngoài đó có hàng gì đâu. Ở trên buổi sáng em thấy em ngủ dậy sao không tập thể dục với mấy cô ấy? Ơi đông lắm. Chưa chưa chiều chiều nè. Mấy cô nhảy rồi đó. Trên nó thoải mái. Nè buổi sáng là đông, đông người tập thể dục lắm đúng không? Ờ. Sáng mấy bà kia bắt tập thể dục. Sáng. Sáng là em Trinh ngủ dậy em Trinh ngồi dưới đất á, chống hai cái càm lên cái ghế á. Lấy hai tay chống cặp chống càm nhìn mấy cô tập thể dục. Dạ. Phát cười đó. Thì đó là cái giường tới Trinh ngủ đó dưới luôn á, nhiều khi Trinh ngủ dưới. Thì ngủ dậy bắt đầu cái ngồi. Cái giường của Trinh ngủ đúng không? Đó, chống hai cái tay lên cái ghế đó. Cái giường con ngủ đâu, con ngủ đằng kia kìa. Đằng này đó, lâu lâu con nằm, con nằm cái trưa kìa. Thánh Phú đẹp trai quá, kìa e lại, lại Trinh e lại kìa. Gì chút? Nên hỏi đây Trinh có muốn lấy chồng không? Không. Mình có em trai 35 tuổi với Trinh về Đồng Nai trồng cao su chung kìa. Trồng mũ cao su chứ. Em trai nó trên 30 rồi, 35 rồi. 35 là được rồi, mình cũng mới nhỏ hơn. 35 là vừa rồi gì nữa. Không, con có lấy chồng. Không thích lấy. Chị có công ăn việc làm kìa, giờ trồng mũ cao su. Mũ cao su giàu lắm á. Thôi con mà chị cô bi đi Trinh. Cái gì giờ cứu? Cô bi sao lên thăm Trinh, Trinh ông nói gì cô bi buồn vậy? Cô bi đi từ sáng rồi. Chở cô đi mua đồ rồi chứ chở cô đi mua. Bây giờ em đi, em đi với cô bi luôn cho vui. Không đi đâu. Đi vô siêu thị cho mát. Không đi đâu. Nó ăn uống mua dầu vậy luôn, mấy bánh qua miếng thôi được. Ăn cho hết thì mua gì bữa, nữa. Bữa nào có mua đồ nhắc nhà chợ mua cho mấy bộ đồ bộ nha. Ừ. Bữa nào Trinh thích mặc đồ bộ thôi đúng không? Mua đồ, chú giàu dở con đi mua ngoài chợ nè. Còn chưa có tới ngày mua. Ngày sau mà đi. Chở cô đi lựa mua đi. Trời. Vì sáng nhậu chậm giờ nhậu chậm quá trời. Bạn Trinh nhậu gì ghê quá trời trời. À, xa xa ngoài kia là cô Vi. Cô Vi nó tối mùng 1. Không có là để dịp nào. Em không đi là cô Vi, anh không dám đi, anh dắt đi 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 thăm hoàn cảnh khác. À. Để dịp nào đi chú, con mua rồi, con có mấy bộ là mở hư đi con mua nữa. Rồi vậy thôi nha, tụi anh đi nha. Dạ.